Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Việt Nam Net. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những tin chính đáng chú ý. Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei ngày 4 tháng 10 tuyên bố cuộc oanh tạc bằng tên lửa vào Israel hồi đầu tuần này của Iran là hình phạt nhẹ nhất và Tehran sẽ tiếp tục tấn công nếu cần thiết. Theo hãng tin CNN và Telegraph, lãnh tụ Iran nói, hành động sáng suốt của lực lượng vũ trang Iran vài đêm trước là hoàn toàn hợp pháp và chính đáng. Ông Khamenei còn cho biết, Israel sẽ không tồn tại lâu. Tehran cùng các đồng minh sẽ không lùi bước trong cuộc đối đầu với nhà nước Do Thái. Với một khẩu súng trường bên người, ông Khamenei đã chủ trì buổi cầu nguyện thứ 6 tại nhà thờ Hồi giáo Mosala ở trung tâm thủ đô Tehran. Ông nói Israel không thể gây tổn hại nghiêm trọng cho Hezbollah và Hamas, hai trụ cột trong trục kháng chiến của Iran. Trong phần thứ hai của bài phát biểu, nhà lãnh đạo tối cao 85 tuổi của Iran đã chuyển từ tiếng Farsi, ngôn ngữ chính thức của Iran, sang tiếng Ả Rập khi đưa ra bình luận về các đồng minh nói tiếng Ả Rập của Iran tại Liban và Gaza. Người dân Palestine có quyền tự bảo vệ trước kẻ thù chiếm đất đai, nhà cửa, trang trại và tác động tới đời sống của họ. Ông Khamenei cho biết, cuộc tấn công do Hamas lãnh đạo nhằm vào Nam Israel hồi tháng 10 năm ngoái là hành động hợp pháp. Ông tuyên bố, các cuộc tấn công đó là chính đáng vì chúng hợp lý và hợp pháp, nhằm mục đích tự vệ chống lại kẻ áp bức. Nhà lãnh đạo này cũng nói thêm rằng, nguyên tắc đó được luật pháp quốc tế công nhận. Nhà lãnh đạo Iran biện minh cho cuộc tấn công vào Israel với khoảng 200 tên lửa đạn đạo vào ngày 1 tháng 10 là hình phạt nhẹ nhất đối với tội ác mà Israel gây ra. Iran tuyên bố, vụ tấn công là nhằm đáp trả vụ sát hại thủ lĩnh Hezbollah, Hassan Nasrallah và những người khác. Israel đã mở cuộc tấn công lớn nhất từ trước tới nay vào vùng ngoại ô phía nam của thủ đô Beirut của Liban và cắt đứt một tuyến đường quan trọng để người sơ tán từ Liban vào Syria. Bộ trưởng Giao thông Liban Ali Hamieh trong ngày 4 tháng 10 cho biết, vụ không kích đã cắt đứt con đường được hàng trăm nghìn người sử dụng để chạy trốn các cuộc đánh phá của Israel những ngày gần đây. Đòn không kích nhằm vào cửa khẩu Masna nằm bên trong lãnh thổ Liban và tạo ra một hố bom rộng khoảng 4 mét. Dù quân đội Israel cho tới nay chưa phản hồi về những cáo buộc được Bộ trưởng Giao thông Liban đưa ra, nhưng theo thông tin do Thời báo Israel đăng tải, thì giới chức quân sự Israel vào ngày 3 tháng 10 tuyên bố, nhóm vũ trang Hezbollah đang sử dụng các cửa khẩu biên giới để vận chuyển vũ khí từ nước ngoài vào Liban. Theo hãng tin BBC, nhiều tiếng nổ lớn làm chấn động vùng ngoại ô của Beirut, khiến mặt đất rung chuyển và tạo nên những cột khói cao trên bầu trời. Cư dân Beirut cho biết, các cuộc ném bom dữ dội đến mức còi báo động của ô tô vang lên, các tòa nhà rung chuyển khi máy bay chiến đấu của Israel tấn công vùng ngoại ô đông dân, gồm cả khu vực xung quanh sân bay quốc tế. Đến 8 giờ tối ngày 4 tháng 10 theo giờ Việt Nam, Israel vẫn đang tấn công khu vực phía đông nam Beirut. Những hình ảnh mới nhất được phát đi từ Liban cho thấy các tòa nhà và đường phố ở ngoại ô Beirut đổ nát vì cuộc không kích của Israel. Israel cho rằng ngoại ô phía nam Beirut là thành trì của nhóm vũ trang Hezbollah. Một quan chức về người tị nạn của Liên Hợp Quốc ngày 4 tháng 10 cho biết phần lớn 900 khu trú ẩn của Liban đã chật kín và những người trốn chạy khỏi các cuộc tấn công của Israel phải ngủ ngoài trời. Quý vị, sau cuộc tấn công tên lửa trực tiếp thứ hai của Iran và Israel trong vòng chưa đầy 6 tháng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào động thái tiếp theo của Israel. Các báo cáo cho thấy Jerusalem đang lên kế hoạch trả thù lớn, có thể bao gồm tấn công vào các cơ sở dầu mỏ và hạt nhân của Iran cùng các địa điểm chiến lược khác. Tehran đã tuyên bố rằng trong diễn biến như vậy, họ sẽ trả đũa tương tự. Nếu vậy, một cuộc hạ cánh nhẹ nhàng thoát khỏi cuộc khủng hoảng mới nhất này có lẽ sẽ không thể xảy ra. Trong thông điệp mới nhất gửi đến người dân Iran, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thề rằng Iran sẽ thoát khỏi chế độ Hồi giáo sớm hơn mọi người nghĩ, một tuyên bố mà giới lãnh đạo Iran sẽ hiểu là Israel đang chuẩn bị tấn công vào điểm yếu của chế độ này. Trong một năm kể từ cuộc tấn công của Hamas và Israel vào ngày 7 tháng 10 năm ngoái, Iran và Israel đã tham gia một chu kỳ leo thang chiến thuật với hy vọng giảm leo thang ở cấp độ chiến lược. Trong số những thứ khác, đồng minh ủy nhiệm hàng đầu của Iran là Hezbollah ở Liban đã bắt đầu bắn tên lửa vào miền Bắc Israel. Để ngăn chặn các cuộc tấn công của mình, Hezbollah yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động chống lại Hamas ở Gaza. Những nhà tài trợ chính của cả hai nhóm chiến binh ở Iran đã sử dụng một thành viên của trục kháng chiến để cứu một thành viên khác, nhưng Israel đã chọn không tham gia. Jerusalem không chỉ từ chối liên kết các hoạt động quân sự của mình ở Gaza với yêu cầu Hezbollah ngừng bắn tên lửa vào Israel, mà còn chọn cách tấn công khiến Tehran bất ngờ từ vụ tấn công vào lãnh sự quán Iran tại Damascus vào tháng 4, tới vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tháng 7, cho đến vụ ám sát thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah vào tuần trước, Jerusalem đã liên tục vượt qua làn danh đỏ của Iran.
giống như trường hợp trả đũa của Iran hồi tháng 4, lãnh tụ tối cao Ali Khamenei miễn cưỡng cảm thấy buộc phải đáp trả, mặc dù ông rất lo ngại về việc lôi kéo người Israel vào một cuộc xung đột trực tiếp. Trong suy nghĩ của Đại giáo chủ Khamenei, Jerusalem đã giăng bẫy để Tehran buộc phải trả đũa với hy vọng rằng nó sẽ mở ra xung đột và lôi kéo Mỹ vào, một kết quả mà Tehran muốn tránh. Tuy nhiên, Iran cần giành lại sự tôn trọng của các nhóm chiến binh Ả Rập, đáng chú ý nhất là Hezbollah ở Liban. Nhưng mục tiêu chính của Tehran trong cuộc tấn công bằng tên lửa mới nhất chính xác là những gì Iran tuyên bố, tái khẳng định sự răn đe và cho Jerusalem lý do để suy nghĩ kỹ trước khi cân nhắc tấn công vào Iran. Có hai lý do chính khiến Iran hy vọng có thể ngăn chặn Israel ngay lúc này, ngay cả khi thế giới đang mong đợi phản ứng của Israel. Trong ngắn hạn, giới lãnh đạo Iran cần phải sắp xếp lại trật tự trong nước. Người Israel đã chứng minh hết lần này đến lần khác rằng họ có ưu thế về tình báo và đã xâm nhập không chỉ Iran mà còn cả các nhóm đại diện của Iran trên khắp Trung Đông. Trong cuộc xung đột đang lan rộng nhanh chóng này với Israel, không có nhiều chỗ cho sai lầm của Tehran. Cộng hòa Hồi giáo đã chi hàng tỷ đô la để xây dựng năng lực quân sự của Hezbollah, chỉ để chứng kiến tổ chức này bị tàn phá nặng nề sau vài tuần hành động dữ dội của Israel. Lý do thứ hai khiến Iran tránh chiến tranh liên quan đến vấn đề nhạy cảm. Chế độ ở Tehran, theo hầu hết các báo cáo, phải đối mặt với sự phản đối gay gắt từ công chúng. Họ cho rằng chế độ ở Tehran chịu trách nhiệm đưa đất nước đến bờ vực của một cuộc chiến tranh mới. Đại giáo chủ Ali Khamenei và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đã theo đuổi một chương trình nghị sự chính sách đối ngoại đã cô lập Iran và tàn phá nền kinh tế của nước này trong 3 thập kỷ qua. Thừa nhận những sự thật này và hứa sẽ thay đổi hướng đi là phương châm của tân Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trong chuyến thăm gần đây của ông tới New York. Không có gì bí mật khi ông Khamenei ủng hộ nỗ lực tranh cử của Tổng thống Pezeshkian với hy vọng rằng ông có thể làm giảm căng thẳng với phương Tây, đàm phán một thỏa thuận hạt nhân mới và đạt được sự nới lỏng lệnh trừng phạt, điều mà kinh tế Iran đang rất cần. Thưa quý vị, cuộc tấn công của Iran và Israel hôm 1 tháng 10 có thể làm leo thang xung đột ở Trung Đông khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đáp trả mạnh mẽ Tehran. Một số nhân vật cứng rắn của Israel đang hối thúc chính phủ nước này tận dụng cơ hội này để tiến hành một cuộc tấn công đầy tham vọng và chưa từng có nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Từ lâu, Israel đã coi chương trình vũ khí hạt nhân của Iran là mối đe dọa hiện hữu. Các quan chức Mỹ cho rằng Israel có thể nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạt nhân của Iran trong một kịch bản phản ứng có thể xảy ra, tập trung vào các cơ sở làm giàu uranium. Iran đã phân bổ các cơ sở hạt nhân của nước này tại nhiều địa điểm, thậm chí xây dựng một số cơ sở trong các bong ke ngầm. Điều này khiến việc phá hủy chúng trở nên rất khó khăn. Sau đây là một số cơ sở hạt nhân của Iran có thể nằm trong tầm ngắm của Israel. Natanz là một trong số những cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran, nằm trên một đồng bằng giáp núi bên ngoài thành phố Qom, phía nam Tehran. Cơ sở này được coi là cốt lõi của chương trình hạt nhân của Iran. Nơi đây có hai nhà máy làm giàu uranium, gồm nhà máy làm giàu nhiên liệu ngầm FEP rộng lớn và nhà máy làm giàu nhiên liệu thí điểm PFEP trên mặt đất. Reuters dẫn một số nguồn tin cho biết FEP nằm sâu khoảng 3 tầng dưới lòng đất. Nhiều máy ly tâm tại FEP đã bị hư hại do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có một vụ nổ và mất điện vào tháng 4 năm 2021 mà Iran cáo buộc Israel là thủ phạm. Nhà máy hạt nhân Fordow nằm ở phía đối diện thành phố Qom, nơi đây là cơ sở làm dầu uranium được đào sâu trong một ngọn núi, do đó có thể được bảo vệ tốt hơn trước nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công. Hiện tại, Iran có hơn 1.000 máy ly tâm đang hoạt động tại đó. Một phần trong số đó là máy IR-6 tiên tiến, có thể làm dầu uranium lên tới 60%. Thời gian gần đây, Iran đã tăng gấp đôi số lượng máy ly tâm được lắp đặt tại Fordow. Iran có một trung tâm công nghệ hạt nhân lớn ở ngoại ô Isfahan, thành phố lớn thứ hai của nước này. Trung tâm Isfahan có thiết bị để sản xuất kim loại uranium, một quy trình đặc biệt nhạy cảm vì nó có thể được sử dụng để chế tạo lõi của bom hạt nhân. Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA cho biết có nhiều máy móc để chế tạo các bộ phận của máy ly tâm tại Isfahan. Iran đã xây dựng một lò phản ứng nghiên cứu nước nặng tại thành phố Khondab.
các lò phản ứng nước nặng gây ra rủi ro hạt nhân vì chúng có thể dễ dàng sản xuất plutonium giống như uranium đã làm giàu, có khả năng được sử dụng để chế tạo lõi của bom hạt nhân. Theo thỏa thuận hạt nhân năm 2015, Iran đã tạm dừng việc xây dựng cơ sở này, dỡ bỏ lõi của lò phản ứng và đổ bê tông để vô hiệu hóa nó. Iran đã thông báo với IAEA rằng họ có kế hoạch đưa lò phản ứng vào hoạt động vào năm 2016. Cơ sở nghiên cứu hạt nhân tại Tehran có một lò phản ứng, chủ yếu được sử dụng để sản xuất đồng vị phóng xạ y tế, được sử dụng trong điều trị ung thư và chẩn đoán y học hạt nhân. Cơ sở này đóng vai trò trung tâm trong các cuộc đàm phán về thỏa thuận hạt nhân vì nó có thể được sử dụng không chỉ cho mục đích y tế mà còn cho mục đích quân sự nếu dùng uranium làm giàu ở mức cao. Bushehr là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran, nằm trên bờ biển Vịnh Ba Tư. Nhà máy không được sử dụng cho mục đích quân sự. Sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979, nhà máy đã nhiều lần trở thành mục tiêu của cuộc chiến tranh Iran-Iraq. Nhà máy điện hạt nhân Bushehr có công suất 1.000 MW, chỉ cung cấp một phần nhỏ cho hệ thống lưới điện, với công suất tiêu thụ toàn quốc lên tới 64.000 MW ở Iran. Để tiếp cận các cơ sở hạt nhân của Iran, tên lửa của Israel sẽ phải bay qua không phận các nước thứ ba như Jordani, Ả Rập Xê Út hoặc Iraq. Tuy nhiên, Israel đã chứng minh rằng họ có khả năng thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu ở xa. Một cuộc tấn công như vậy sẽ đánh dấu đỉnh cao mới trong mô hình leo thang ăn miếng trả miếng, có khả năng sẽ gây ra phản ứng dây chuyền, dẫn tới các sự kiện không thể lường trước được, gây nguy hiểm cho tài sản, lợi ích và nhân sự của Mỹ và phương Tây trong khu vực. Theo các chuyên gia, liệu Israel có nên tiến xa đến mức này hay không vẫn là một cuộc tranh luận lâu dài trong giới tình báo và người đưa ra quyết định về quốc phòng của Israel. Văn phòng của Thủ tướng Netanyahu không đưa ra bình luận khi được hỏi liệu họ có đang cân nhắc phương án hành động này hay không. Cuộc xung đột ở Trung Đông lại leo thang khi Iran nã khoảng 200 tên lửa vào Israel để trả đũa cho vụ sát hại các nhân vật cấp cao của Hamas, Hezbollah và lực lượng vệ binh cách mạng Iran. Theo ABC News, các chuyên gia cho hay đó là cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo lớn nhất trong lịch sử nhằm vào một quốc gia. Các thành phố lớn của Israel như Tel Aviv và Jerusalem đều bị nhắm bắn trong cuộc tấn công tên lửa ngày 1 tháng 10 của Iran. Tel Aviv tuyên bố, bất chấp quy mô và sức mạnh của vụ tấn công, hầu hết các tên lửa của Iran đều bị hệ thống phòng không vòm sắt tinh vi của Israel chặn lại. Hệ thống vòm sắt của Israel do công ty công nghệ quốc phòng Rafael Advanced Defense System của nước này phát triển và chế tạo với sự trợ giúp của Mỹ, có giá 121 triệu đô la Mỹ. Nó được cho là một trong những hệ thống phòng không tinh vi nhất trên thế giới. Hệ thống này sử dụng radar để xác định vị trí của các tên lửa, máy bay không người lái, rocket đang lao tới rồi bắn tên lửa đánh chặn để loại bỏ mối đe dọa. Quân đội Israel cho hay, kể từ khi được đưa vào hoạt động năm 2011, hệ thống này đã chặn được hàng nghìn tên lửa, rocket mà nhóm Hamas và Hezbollah phóng vào lãnh thổ nước này. Israel đang triển khai khoảng 10 hệ thống vòm sắt khắp đất nước. Phiên bản hải quân của hệ thống này được đưa vào sử dụng vào năm 2017. Trong khi Israel tuyên bố hầu hết các tên lửa lao tới đều bị chặn và không làm ai bị thương, thì Iran khẳng định 90% các mục tiêu mà nước này nhắm đến trong cuộc tấn công đã bị bắn trúng. Các lực lượng Iran cho biết, lần đầu tiên họ đã sử dụng tên lửa siêu vật âm tầm trung Fajr 2 trong cuộc tấn công lớn nhằm áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự quan trọng, là nơi cất máy bay chiến đấu F-35 của Israel như căn cứ không quân Nevatim gần Beersheba và căn cứ Tenop. Ngoài ra, căn cứ không quân Hatzatim ở sa mạc Negev và trụ sở của Mossad ở Tel Aviv cũng bị nhắm tới. Theo các quan chức Iran, nước này dùng tên lửa Fajr 2 để nhắm vào hệ thống phòng thủ Erau của Israel, loại được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa. Fajr 2 được thiết kế để tấn công các mục tiêu trong khoảng 1.500 km, nhỉnh hơn một chút so với phiên bản tiền nhiệm Fajr 1. Tên lửa này có khả năng thay đổi quỹ đạo đáng kể trong khi bay để qua mặt hệ thống phòng thủ. Nó sử dụng động cơ nhiên liệu rắn hình cầu với vòi phun di động để tăng cường khả năng kiểm soát hướng. Phương tiện tái nhập của Fajr 2 được trang bị nhiên liệu hydrazine để tăng tốc và cơ động trong khí quyển. Người phát ngôn của lực lượng phòng vệ Israel Daniel Hagari xác nhận, một số tên lửa của Iran đã vượt qua được hệ thống phòng thủ của nước này, bắn trúng các mục tiêu ở miền Trung và Nam Israel. Chuyên gia quân sự Michael Subris, giám đốc, đồng thời là người sáng lập của Tổ chức Phân tích Chiến lược Australia, đã giải thích cách một số tên lửa của Iran có thể xuyên qua hệ thống vòm sắt của Israel. Tên lửa được phóng như một viên đạn từ nòng súng. Khi đạt tốc độ cao nhất, chúng trở thành đạn đạo,
bay lên độ cao lớn rồi lao xuống sâu và nhanh. Tên lửa đi theo một dạng cung parabol, tên lửa bay lên nhanh và lao xuống cũng nhanh như vậy.